Đầu tiên người ông này bị cạo râu, sau đó được cố định chắc chắn trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ hí hoáy phẫu thuật một hồi bên dưới, đến khi anh ta tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân mất đi con chim non, khiến cho anh ta vô cùng tuyệt vọng. Sau đó bác sĩ lấy ra một số dụng cụ đặc biệt, bảo anh ta lấy một cái phù hợp mà dùng, hiệu quả rất tốt đó nha. Người đàn ông kia liên tục được đưa lên bàn phẫu thuật cho đến khi anh ta thực sự trở thành phụ nữ, nhưng có điều làn da mới này có chút yếu ớt. Bác sĩ bảo anh ta đeo bộ đồ bảo hộ lên, che kín từ đầu ngón chân cho đến ngón tay, đến cả giọng nói của anh ta cũng bị thay đổi. Nhân lúc vị bác sĩ không để ý, hắn ta định lén bỏ chạy, nhưng hắn không thể ngờ được cửa đã bị khóa chặt từ lâu, muốn chạy gần như là không thể. Sau khi bị bác sĩ chèn ép quá nhiều lần, anh ta quyết định không sống nữa, vì hắn không thể chấp nhận sự sỉ nhục này. Nhưng vị bác sĩ này tay nghề quá cao siêu, đã cứu anh ta sống trở lại. Vài tuần sau, mặt nạ cuối cùng cũng được tháo ra. Đây chính là dáng vẻ người vợ đã mất của ông. Bác sĩ còn đặt tên mới cho cô là Vera. Từ đó, cô bị nhốt trong căn phòng này, rồi mặc những bộ đồ của phụ nữ. Ban đầu Vera cảm thấy vô cùng tức giận, cô điên cuồng cắn xé hết đống quần áo, rồi dùng máy hút bụi hút sạch đi. Bác sĩ còn tặng cho cô một bộ đồ trang điểm, để cô học cách trở thành người phụ nữ thực sự. Trên TV cũng có rất ít chương trình. Vì buồn chán nên Vera chỉ có thể học yoga để giải tỏa tâm trạng. Để chăm sóc cuộc sống của Vera, bác sĩ còn đặc biệt tìm đến một bảo mẫu chuyên nghiệp. Vera chán nản bắt đầu vẽ linh tinh lên tường, bộ tóc của cô cũng bắt đầu dài ra. 6 năm trôi qua, để khống chế tâm trạng của Vera, bác sĩ vẫn luôn bỏ thuốc an thần vào trong nước cho cô uống. Một ngày 3 bữa đều được gửi đến qua một đường ống. Cần cái gì cứ gọi bảo mẫu, trừ những vật sắc nhọn thì sẽ không được đáp ứng. Cô bắt đầu mặc váy, dường như đã chấp nhận việc bản thân là một người phụ nữ. Vị bác sĩ đang nhốt cô tên là Robert, là một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Một hôm khi về nhà, ông phát hiện Vera đã dùng báo để tự sát, ngay lập tức đưa cô vào phòng phẫu thuật. Đương nhiên Vera lại được cứu sống, vì có thể để cô có một bộ da tốt hơn. Ông dùng máu lợn để tiến hành thí nghiệm tạo ra tế bào mới. Sau một thời gian nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra một loại da nhân tạo mới. Ông thay loại da này vào toàn bộ cơ thể Vera. Đây là một loại da đặc biệt, dùng lửa đốt cũng không có cảm giác gì, ngay cả muỗi đốt cũng không bị sưng. Chắc chị em ao ước làn da này lắm nhỉ, hi hi. Người nghiên cứu da nó là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng Robert. Người phụ nữ đang thử nghiệm vẫn luôn bị ông ta nhốt trong nhà. Thấy kiệt tác của mình năm đó, ông ta vô cùng hưng phấn, vì hình dáng đó được mô phỏng theo hình dáng người vợ đã mất của ông. Càng đáng sợ hơn là người phụ nữ này trước kia từng là đàn ông. Nhiều năm trước vợ của Robert gặp tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, vì bị lửa đốt nên vẻ bề ngoài thay đổi rất nhiều. Bà không thể chịu nổi đau đớn nào, nên đã lựa chọn nhảy lầu tự tử. Con gái lại là người chứng kiến tất cả cảnh này, khiến cho tuổi thơ của cô bé bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng, cả về tinh thần lẫn thể chất. Robert vì muốn chữa trị cho con gái, đã đưa cô đến bữa tiệc để giao lưu cùng người lạ. Đúng lúc đó cô bị một người đàn ông nhắm trúng, hắn đã đưa cô vào rừng để làm chuyện đồi bại. Khi Robert đi ra thấy một chiếc mô tô đang rời đi, sau đó ông tìm thấy con gái mình đang nằm ở giữa rừng. Chuyện vừa nãy làm cho tâm lý của cô ngày càng trầm trọng hơn, vậy nên bắt buộc phải đưa đến bệnh viện tâm thần. Là một người cha, Robert quyết tâm phải báo thù cho con gái. Đầu tiên ông đi theo chiếc mô tô của người đàn ông kia, sau đó đụng vào làm anh ta ngã xuống bên đường, sau đó bắn thuốc mê đưa cả người cả xe đi. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói bởi dây xích, không có đồ ăn mà chỉ có nước uống, cũng chẳng biết mình đang ở đâu, gọi khản cả giọng cũng không ai nghe được. Khi mẹ của anh ta nhận được thông báo đi đến cục cảnh sát, thì bọn họ nói chỉ tìm được xe mô tô, còn không tìm được thi thể. Lúc này anh ta không hiểu vì sao mình bị bắt lại. Robert cũng không nói rõ nguyên nhân với anh ta. Ông dùng vòi nước xịt rửa sạch người anh ta, sau đó đổi địa điểm giam cầm. Thời gian lâu dần làm anh ta không còn sức phản kháng nữa, chỉ biết nghe lời mà thôi. Con gái của Robert vì bệnh tâm lý ngày càng nặng mà đã tự sát. Ông vô cùng đau khổ, chính thức hành trình báo thù của mình. Ông gọi đội bác sĩ của mình đến, đổi giới tính cho anh chàng kia, sau đó phẫu thuật thành hình dáng của vợ mình, rồi giam cầm trong biệt thự. Bảo mẫu nói làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng Robert không quan tâm. Đầu tiên là cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ việc, sau đó ông biến hung thủ hại chết con gái mình thành phụ nữ, rồi giam cầm trong nhà. Một hôm trong nhà có một người con trai đến, đó là con của bảo mẫu, vì ăn cướp mà đến đây tránh nạn. Khi thấy cô gái trong màn hình camera thì sinh ra ý đồ xấu. Anh ta không quan tâm sự ngăn cản của mẹ. Lúc này Vera đang hỏi tình hình bên ngoài, còn tên kia thì đã trói mẹ lại rồi đi khắp nơi tìm người. Cuối cùng hắn bắt được Vera. Lúc này Robert quay về nhà, thấy kiệt tác của mình bị người khác đụng vào, liền nổ súng giết chết tên kia, sau đó đem thi thể đi xử lý. Sau khi xảy ra chuyện này, ông cảm thấy rất có lỗi với Vera, nên đã thả cô đi lại trong nhà chứ không giam cầm nữa. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Vera dường như cũng không muốn trốn chạy nữa, chấp nhận thân phận này của mình. Robert còn để bảo mẫu đưa cô ra ngoài đi dạo phố. Có một đồng nghiệp đến tìm Robert, nói muốn mua lại căn nhà này để làm phòng khám. Tất nhiên Robert không đồng ý, nhưng người bạn này đã lấy ra một tờ báo về tin tức người bị Robert bắt cóc suốt 6 năm để uy hiếp ông. Lúc này Vera quay về nói mình không hề bị bắt cóc, mà cô vốn là một người phụ nữ,
nhưng khi cô nhìn thấy hình ảnh trên tờ báo, có chút kích động, cô cố gắng kìm nén. Robert cũng không nghi ngờ gì. Tối đến, Vera lén lấy súng trong ngăn kéo, rồi đút vào túi của mình. Sau khi lên tầng, Robert cảm thấy rất kỳ lạ. Ông cứ nghĩ Vera đã thật sự yêu mình. Ai ngờ từ đầu đến cuối đều chỉ là diễn kịch. Tất cả chỉ là diễn để Robert mất cảnh giác mà thôi. Sau đó một phát súng diệt luôn người đàn ông này. Bảo mẫu nghe thấy tiếng động cũng cầm súng đi lên lầu. Lúc này Vera đã trốn dưới gầm giường. Nhân lúc bảo mẫu không chú ý, cô ta cũng xử lý luôn. Cô xóa sạch vân tay của mình, rồi rời khỏi nơi mình bị giam cầm suốt 6 năm. Cô quay về cửa hàng quần áo của mẹ. Nhưng lúc này mọi người đã không nhận ra cô nữa. Cho đến khi cô tự nói ra sự thật. Nhưng làm sao mẹ có thể chấp nhận được cậu?